Máy bay chở VIDHIA suýt gặp nạn, ĐẠT VILLA nghẹn ngào kể lại câu cuối khiến nhiều người xúc động. Trong chuyến bay từ Jakarta về Indonesia, hot tiktoker là VIDHIA và người bạn đồng hành Adi đã vô cùng hoảng loạn, thậm chí là khóc trong tuyệt vọng vì lúc sắp hạ cánh, máy bay bất ngờ gặp sự cố do có lốc xoáy ngoài trời. Lúc này mọi hành khách đã rất hoảng sợ vì bên ngoài thời tiết vô cùng xấu, máy bay phải bay trên trời mất 1 tiếng đồng hồ. Khoảnh khắc này khiến VIDHIA cảm giác buông xuôi, chấp nhận số phận sẽ không thể quay về được nữa. Cô đã khóc rất nhiều và nhắn gửi lời xin lỗi tới mẹ của mình và người tiếp theo là ĐẠT VILLA. Ngoài lời xin lỗi thì VIDHIA còn khiến ĐẠT VILLA rất cảm động trước câu tự trấn an bản thân của cô. Đó là vẫn còn một người chồng đang đợi cô ở nhà để kết hôn nên cô gái đã cầu nguyện bình an. May mắn là chuyến bay sau đó vẫn ổn, VIDHIA và Adi vẫn về được nhà an toàn. Trong phiên livestream mới đây của Đạc VILLA, anh chàng đã rơm rớm nước mắt kể lại sự việc khiến fan hâm mộ không khỏi xúc động. Thật may mắn là cuối cùng mọi người đều bình an sau khi trải qua cảm giác sợ hãi tột độ này. Thời tiết xấu và có lốc xoáy. Đấy thì máy bay của Vi trong cái quá trình mà đáp thì gặp phải lốc xoáy. Thì phải bay ở trên trời gần 1 giờ đồng hồ. Thì khi mà Vi có nói với em, khi mà Vi cảm giác là buông rồi, coi như là thôi, coi như là đã chấp nhận với số phận là sẽ không quay về nữa, thì Vi có xin lỗi. Đầu tiên là xin lỗi Mã Tùm và người thứ hai Vi xin lỗi là em. Mà cái câu em xúc động nhất là như này. Mi nói dạo lo không chết nha, đợi một tí Vi có kết hôn chồng, đợi một tí kết hôn ok, đợi một tí nha, có kết hôn chồng ở nha, đợi một tí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.